Đúng lúc cậu cũng nghe lén lớp chuyện Hương Teddy đi mặt nạ, vậy nên cậu đã lấy mặt nạ trong cặp của Hương Teddy rồi. Đồng thời đến tối hôm đó cậu đã mang mặt nạ trở lại cho Hương Teddy và nói với Hương Teddy khi mất quan trọng. Thứ ra đối phương tiếp theo của Hương Teddy trùng trường cũng trần thông là người đánh nhau nhanh nhất trong nhà học sinh hạ điện.